trừ một lần giữa một lần đánh lễ thì người sẽ được 100 lần sinh mệnh coi trừ những lời thì việc không còn phải xác đạo mà chủ đã đạo không còn phải bị xác đạo mà chủ đã đạo vì sợ người kia không chuyển hết và sẽ xuống nhân gian của bạn là việc đế vương không hề có sự bận rộn khỏi đủ thân của những người đi ngang nhà chạy cái tên gái rất là cúng sự tại đại hội để đạt bộ tác và nó được tác phẩm đã đạt cơ sơn đường sắt ngày ngày thường cái mưa đổ ăn đủ đi phục cấm đuổi chồng phát thì bạc phật báo các bác cúng sự như thế mãi thôi thôi về thiện người sẽ đi mãi của tất cả hiện tại để cho mình tiếp tục không xem mà còn được với người nữ cũng là đạo thân cái trừ khi vào lòng tự phát nhận cần phải có thân cái để cứu độ chúng sanh người nữ pháp cúng sự để đạt bộ tác sức phương đức đó cho mình nữ tiếp tục được thoát thân người nữ lại nữa thân xin đẹp hãy bữa này phụ phạm bộ tác cho những người nữ làm cho cái tên xấu xí và nhiều tận bài khiến nữ trích tượng ngoài đề cả bộ tác cho tên chứng ngưỡng này ngay chỉ cho khoảng một bữa ăn người nữ đó hàng vạn tiếp sau tự xin nghĩ này để mặc xinh đẹp không có tận bài người nữ xấu xí đó đã có nhà thân gái để chúc cho nhiều đất đời thật là con gái nhỏ vui cho nên làm công phi sống sẵn nhà con lớn của cô gái có thể đại trình giả của mọi đất cho xinh đẹp do vậy có lòng trí thành chứng với đại đại được ngày hiện tại bộ tác mà đại phước như thế quỷ thần hậu vệ con người thiên hạ kẻ nào có thể đối trước mình được ngày hiện tại bộ tác một chỗ có thể kinh ngạc hương ca ngợi khen sùng hoa cúng sửa cho việc nói một người hay nhiều người những người như thế ở hiện tại vị lai người như thế ở hiện tại vị lai phải có trong nghĩ các vị quỷ thần ngày đêm với hậu vệ còn không cho những việc cúng sự được các người đó người là để cho người đó phải chịu tất cả bất ngờ khi trên bắc tổ tại nơi được phổ quảng tổ đang chưa đợi sao những người ác ở thành ác người nào kẻ thiện nam người thiện nữ người y không tính cúng sửa lớn hết chưa đảnh đây được ngày hiện tại bộ tác một vọng xem kinh chê đã hoặc trên sân lưng hay trên xếp mặt hoặc bên bảo người khác cùng che hoặc bên bảo một người cùng che nhiều người cùng che sẽ sinh hoặc che ba chương trình một việc những người như thế sẽ khi một nghìn cái phật chất nghìn kiếp nhập diện cả vì tội bạc khi che được nói trong địa ngục ác nhìn thì tôi ngồi rất nặng qua phải hiền kiếp này được tỏ tất nặng quỷ sẽ lại phải trải qua một nghìn kiếp sau với thận sắp xây sẽ lại phải trải qua một nghìn kiếp tâm đạo sinh làm người rồi được làm người như ở hạ như ở vào hạ bình cùng thành hạ tận huyền với sẽ bị những người ác rằng buộc phòng thân không bao lâu lại bị xem là ác nào nên phổ quạt bộ tác khi chết để các ứng xử mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế nữa là tự mình sẽ ác kiến và thiên che phá diệt tiêu tội chướng lại nữa là phổ quạt bộ tác trong đời sau những người nam người nào đã làm việc mãi trên giường với cầu sống vui chết cũng đều không được ở đây nằm trong bao nhiêu quỷ sứ cho đến kẻ thân thích trong nhà hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đèo với quỷ thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm thì vẫn thành bệnh đau bệnh bạo trong giấc mộng kêu đáng thiên hàng sầu khổ vì được bị tên nghiệp đạo lật đổ chứ quyết định đạt khi nghe trọng hoặc là có chết hoặc là có lành mắt phản tụ của kẻ nam người nữ có thể biện giải được việc đó cho cả nên được trước tượng trước mặt bộ tác đặc tự tóc khiến các tự tin này một biến hoặc là những món vật xếp của người bệnh thường ưu tiết kim phục bổ quý báu nhà cửa sự vườn vân vân với chức người bệnh cất tiếng lớn và sướng lên rằng chúng tôi tin vào họ nói nên vì người bệnh này đem những cổ vật lành để cúng sự tin tưởng để tạo hình tượng của phật bồ tát hoặc để xây dựng chuẩn tác hoặc sáng đẹp giờ các cố hợp cúng vật tuổi thường trụ sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh nghe biết giả sử thần thức của người bệnh phân tán hơi thở đã rất thì hoặc một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày để lực tình sự bệnh như trên và lực tình tụng tin này người bệnh đó sẽ khi mạng chung thời gian tự chức có tội và làm thì nó thăng thường có sẽ có được thoát khỏi hẳn họ sẽ có đơn nào cũng thường được biết vượt đời trước muốn xảy ra tình cảnh hiện nay người cũng là tự mình biết chết bởi khi này một bạn người cũng biết chết hoặc tự mình đã phải hành động người điện đạn bộ đó cho đến bạn người phát đắc vẽ người đến tận họ báo chết đặt nhiều lượng lớn để phục quản bộ tác thì thế nên đó thì có người nào bằng tội kinh này cho đến chỉ trong một niệm lợi kinh này hoặc là có lòng không tính đối với kinh thời ông dùng cho nghìn pháp chất thì nói người đó phát lòng sinh năng chứa được tối thất thì có được được cung trong nghìn pháp công đức không thể nhìn bạn ở hiện tại vị lai siêu độ phong minh đại về nữa này phục quản bộ tác như chúng sinh trong đời sau trong giấc mùa trong thiên bao thì hạ quỷ thần đến nghìn đạo do họ buồn bã khóc lóc hoặc dầu sĩ quan họ than thở họ ai hùng hoặc sợ sệt đó là lần vì hoặc cha mẹ con em một chồng vợ với vợ trong một đời mười đời với trong đời nghìn đời người thủ quả cưới bị đỡ áp đảo chưa được xác khỏi không biết trong bao một phước lớn thế nào được vớt vẫn khổ não mới về mắt bảo người có tình có được trong đời trước cổ ngốc và phương tiện xin hồ thoát khỏi áp đảo nên phục quả ông dùng sức oai thần mà cuối cùng đó trước hình tượng trước mặt bồ tát chỉ cần đọc tụng kinh này thì người khác đổ số bát biến hoặc đến bảy biến như vậy kẻ cuối được đã mất ở trong áp đảo kia thì tính được kích động số người biến đằng sau sẽ lại giải thoát cho đến trong khi mơ ngủ cũng còn thấy hiện về nữa còn lâu đẹp lại nữa để phục quản bộ tác nhưng trong đời sau này những hạng người hạ tiện hoặc tới trai tới gái như đây cũng không được hiện tượng sau rõ biết là sẽ tội nghiệp đời trước khi ra cần phải sáng người đó thời đó chỉ tăng cho đẩy đẩy hình tượng của điện đạo bồ tát dù trong bệnh này nếu sẽ nhiều của điện đạo bồ tát được một không biến thời cũng người như thế sẽ không mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời nhìn muôn đời về sau tác sanh làm bậc tôn quý trọng thần không bao giờ còn phải sao đạo bắt đường ác khổ nữa xin hoan dẫn ngôi lại nữa là phục quản bồ tát từ trong thuở sau này trong cõi xem bồ đề trong hàng xếp đế lợi và đã môn trường giả cư sĩ tất cả các hạng người đứng dân tộc dòng họ khác như con người với sinh đẹp hoặc con trai hoặc con gái nói chung bảy ngày sẽ bị đứa trẻ mới sinh ra đó mà tự kinh điển không thể bị hoàn thành tại vì đứa trẻ nếu xét nghiệm người đề tạo bồ tát được có công biến
Người định sẽ hoặc cha là cái người sinh ra đó mà đời trước là có cái lấy tội phạm chi có được thoát khỏi cả sẽ an ổn vui vẻ sẽ vui lại thêm được sống lâu. Còn nếu nó là lớn đôi phước đợi đã tỏ xem thì nó càng an vui hơn cùng sống lâu hơn. Ngày thật cha tụng kinh được phước lại thì những lời phụng quả của khác trong một tháng có thể ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 8, 9, 30, 10 ngày trước đây là tụng ngày là ngày có nhiều tội tết nhóm này là định là nặng hay nhẹ tất cả những cử chỉ động viên của chúng sinh không có điều gì chẳng phải là tội lỗi một lần là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp tà ra tội lỗi cho nhiều tội lỗi trong 10 ngày cha tại về đời sau nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày cha tại trên đây có thể tổ chức thì tổ chức và mổ nát hình cánh và đọc tụng kinh này một miếng thời chúng ta chỗ người đó ở một nơi đây nam bắc trong khoảng 100 số tuần không có xảy ra những việc tai nạn của chính nhà người đó ở tất cả mọi người học sao học trẻ hiện tại và vị lai trong trăm nghìn năm sẽ được khỏi hẳn áp đảo trong 10 ngày cha tại trên đây được thành mỗi ngày được đọc một miếng kinh này thời chúng đời hiện tại hay là chúng người chúng nhà mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc sơn sạch này phụ quả bổ tát với những biết rằng người đại đại bổ tát có trong nhiều có bất khả thuyết trong nhiều bất sự oai thần bậc lớn đều lấy cho chúng sinh như thế chúng sinh cho bác sĩ của đề như sinh lời với ngày đại 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 sĩ một chúng sinh ấy còn được nghe sự kiện của đại đại bổ tát của thế định ngày đại đại bổ tát cho đến nghe chừng ba chữ năm chữ trong kinh này và một bài vẽ một cư kinh để người đó hưởng sự an vui lại thường trong đời hiện tại trong nhiều đời vị lai đã xem và nhà tân quý ta nhìn xinh đẹp sự hiệu của kinh nghe đức như lai ngợi khen tuyên bài được để đạo đại sĩ sang một quả bộ tất vì sự thất bại cùng đức Phật sang bạch đức thế tôn giàu từ đâu đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực của đại vượng không thể nghĩ thẳng như thế sau này để quấn chúng sinh trong đời sao sự biết sự ích đó mới có bạch khỏi cùng đức như lai vâng cô sẽ cố tình kết luận nhà Phật lời Phật dạy bạch đức thế tôn khi này đã là tên là gì để cho con đức bố như thế nào Phật còn lại phụ quả bộ tất khi này có ba danh hiệu là địa tạng bổn nguyện kim cũng gọi là địa tạng bổn hạnh kim như đại tên thứ hai cũng gọi là địa tạng bổn thể lực kim như đại tên thứ ba cho mình địa tạng bổn là lợi ích cho chúng sinh cho nên đã ông các tín người được hành truyền đạo kinh này thế đức như lai sẽ sang ngày phổ quả tiên triều cùng kính cho các đại phật mà như xa kinh địa tạng bổ tát mười việc lợi ích của con người mất phần thứ bảy nên tu thánh đạo lúc đó người địa tạng lại bổ tát được cùng đức phật sang bạch đức thế tôn còn sáng xét chúng sinh cho cõi sinh phủ sinh tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội nếu cần những việc về pháp sự lại thành phần điều trị các ban đầu còn hoặc khi gặp suy sự và ác chẳng hạn lại là lần thêm lớn thì mạng người đó như kẻ mắc đã nặng trong buồn này cảm nắng thêm nần cặp của đối thêm nần chân đạp đối nút sau những người đó ở gặp hàng thiệt chi tức độ sùng nhà bất cho và lại độ sùng hết cả vì hàng thiệt chi tức đó có sắc sắc khỏe mạnh lại giúp đỡ người ấy không gắng mặt cho người ấy mà cho nên một khi ra khỏi buồn này để cho đất bằng phẳng rồi cần phải xét nghĩ đã có điều hiểm sợ ấy đừng có đi vào mặt nữa bạn biết thế thôi những chúng sinh quanh các thoại ác bắt đầu tiềm ảnh muốn nhiều đến vô lượng để thì chúng sinh quanh các thoại chẳng phải sự mặc chung cha mẹ cùng họ thân quyến vì người đó và tất cả các làm sức thân tiền đồ cho người đó hoặc cho các đạo và sắc nhà các thần giàu hoặc chuyển đạo tương thiên hoặc ứng xử tượng phật của người được các vị thánh cho đến niệm danh hiệu phật của tác cùng biết như vậy là chúng được danh hiệu theo và động tác của người sắc mặc chung hoặc là ở nơi bậc thượng kia biết với theo nghiệp ác của họ đã gây tạo sự tình như bậc quả báo đã nghĩa phải đạo và ác đạo sau nhiều hàng thân quyến thì người đó mới tin nhân duyên thành đạo cho đến tất cả những điều tội ác người đó thì đều tiêu sạch nhưng sau khi người đã chết lại có thể chung bốn vị trí này thì người đó mới tu tạo phước lành nhiều phước lành có thể làm cho người chết đó khỏi hàng chuyện ác đạo được xem cõi trời họ ở trong mọi người và người đất nhiều sự vui sướng mà hàng thế quyền hiện tại đó cũng được có được điều lợi ích vì cửa trên đó nó đang còn đối trước đức phật thế tôn cùng hàng trời sống cả bộ chúng người phi nhân vân vân có lợi ích bạn chúng sinh cho cõi sinh phù đề ngày lâm chung kẻ thân thì phải cẩn thận chứ còn tất cả chứ có giết hại chứ cái đạo nghiệp xuất trình lành cũng được tế lễ quỷ thần cầu cúng mất bái vì sao thế vì việc giết hại cho được tế lễ đó cũng có bằng bản muốn trợ ích cho người chết cả chứ kết thêm tội xuyên cho người chết lành cho người đó làm cho càng thêm sâu đậm hơn thôi sẽ chuyển những người chết đó hoặc là đời trước hay là đời hiện tại thời xưa được chứng đạo phật thánh quả sẽ được xét cõi trời cõi người nhưng bị việc bất văn chung hoặc thất lực với tại những việc tiếp công này cũng thể làm cho người chết đó hoặc là ưng điện của những đối biện chẳng xét được chốn này cũng chỉ là người khi chết cũng xét tiền chứ đừng nói một chút bất lành nào cả đừng có thích được ác của mọi người đã gây tạo được việc sẽ đạo và ác đạo hoặc thất lực với đạo là chút tội nghiệp của người đến mặt này thế cố ví như người tử sứ xa đến từ lúc từ đã ba ngày đồ vật người mất mắt mặt không trong cân đồ cặp kẻ đất tệ cần một ít đồ vật nữa vì vậy người sứ xa ấy thẳng mặt nghề khốn khổ thêm bản thức thế thôi chúng sinh chúc ở sinh phù đề ở nước giáo pháp của phật thì có thể là thành vượng phước lành trên bằng sữa nước rộng nước một hạt cát một mảnh bụi nhỏ thì tất cả chúng sinh đều tự mình được lợi ích cả trường giả bạch khỏi cũng phải đệ tạo bồ tát nở như thế xong cho vợ ông vị trường giả tất cả đại viện ông trường giả này thì có được chứng quả vô sanh thì thất trường giả quá được chúng sinh trong mười phương ông cũng phải chấp tất cả cùng ngày đến đạt bồ tát rằng người đại sĩ chúng có đắc riêng phù đề của chúng sinh nào sẽ khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc là lấy người nhỏ vì người chết đó mới tu tạo phước lợi mà tu tạo phước lành
trong vật thể lớn người nhỏ như người sức đó mà chúng ta phước lợi. Chúng ta được phước hàng thì người trước đó có đạo lợi ích mình đang sản thác, có đạo lợi ích lớn mình đang sản thác cho. Kể còn người mất được lợi, ngày đề tạng Bồ Tát đáp rằng: Ngài ông trường giải, nay tôi xin vị tất cả chúng sinh hiện tại nay thì đuổi bị thai sau nương ơn thần của Đức Phật. Mà nói xin lợi được việc đó, ngày ông trường giải chúng sinh ở hiện tại người thai lúc sắc lâm chung và nghe đại sinh hiệu của một Đức Phật, sinh hiệu của một Bồ Tát, sinh hiệu của một Đức Chi Phật, thường không đoạn là một tội cũng không đoạn được giải thoát cả. Nhưng con người thai người đó là lúc sắc tiện hương và tu tạng bộ pháp này mà đã gây đầy đủ tội ác sau khi người đó mạo chung hàng thân quyến. Kẻ đến người nhỏ thì người đó tu tạng pháp luật làm tất cả các việc về lãnh đạo thì trong bảy phần công đức người chết người đạt một phần của sáu phần công đức thuộc về người thích với người đã tu tạng đó. Thì có chính đây là những kẻ thiện nam được tự do hiện tại và việt nam nghe lời nói vừa rồi cố gắng mở tu hành thì đạt hưởng trọn phần công đức. Còn cử sĩ vô thần kia không hẹn mà đến thì nó vất vả mịt mờ cho rõ đại tội hay phước chủ đúng chính ngày như ta nghe biết hoặc ở tại cách ly sở biện luận về niềm vàng trong lúc mà chúng biết chắc chắn sau đó thì động nghi mất sầu khổ như là bị đoạn và các bát đạo thần hồn người chết khi chưa được thọ sinh ở trong 49 ngày thì nên chưa nói và có được thích quyền tận phát lành được thủ phước cho và khỏi 49 ngày thì ít hơn việc mà họ đến quả báo người chết đó nếu là kẻ có tội thì phải trả lại chút trách nhiệm các những người này ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm mắc tội vô sản thì đoạn và đại địa ngục chịu mạnh sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Lại thành ngữ này ông trường giả sau khi những chúng sinh các phạm những tội mình biết thế mà chung hàng có được thêm việc có làm cha để giúp những phước lành cho người chết đó thường khi sáng sợ chưa rồi thì chúng cùng cho lúc nước ngàn chỉ có đem nước gạo là sao không phân đổ vãi sẽ lấy đất chỉ để các thứ đồ ăn cho dân cùng cho phạt cùng tham cùng chỉ được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và làm không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó chẳng có được mảnh phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dân cùng cho phạt cùng tham thì chúng bạn phần không biết người chết này mặc một phần. Này ông trường giả vì thế nên chúng sinh chúng bạn sinh phù đề khi cho mẹ thêm người thì quyền chết được thể làm tranh của sự chính thức của phần những người như thế thì còn người bắt đầu đạt lợi ích cả. Có người điện tạng bổ tát nói lời này cũng chuyển đã đợi xuống nghỉ lúc nó ra theo vì thần cõi sinh phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng ở đại biệt trường giả không ngừng lúc này giả cảm vệ mà vui xa kinh điện tạng bổ tát đủ được tôi xin ra thành lời phẩm thứ tám phim diêm la vương cùng quỷ phước vân bạc. Lúc đó chúng sẽ được tiếp viên vô lượng đại quỷ phước của diêm la đồng thanh cũng chuyển đã đợi chỗ Đức Phật các vị quỷ vương đó thế nào? Ác độc quỷ vương đã ác quỷ vương đại chỉ quỷ vương bại thủ quỷ vương huyết độ quỷ vương xích cổ quỷ vương đại âm quỷ vương tinh thần quỷ vương điện vương quỷ vương làm nhà quỷ vương đại thủ quỷ vương phụ thành quỷ vương chủ hao quỷ vương chủ hạ quỷ vương chủ phước quỷ vương chủ thực quỷ vương chủ tài quỷ vương chủ sức quỷ vương chủ cầm quỷ vương chủ thú quỷ vương chủ miệng quỷ vương chủ sản quỷ vương chủ tận quỷ vương chủ điện quỷ vương chủ mạng quỷ vương chủ tịch quỷ vương chủ hiền quỷ vương tam quỷ vương tứ một quỷ vương tứ một quỷ vương thì là thất vương đệ tử thất vương đệ tử sát vương đệ tử sát vương anh cha vương đệ anh cha vương thì về đại quỷ vương như thế cùng vân có thể cùng với chức nghìn tuyệt quỷ vương tại đại trong cõi sinh phù đề được chức trách để có phần chủ trì các vị quỷ vương đó cùng với sinh ra những sự ảnh hưởng của đức phật vãi lợi của người đệ tử bồ tát đồng lên đến cung trời đắc lợi có một phía ông sa la bạch phật hiện giờ có xuất la quỷ một chiếc vẹn cùng đức phật rằng bạch đức thế con này chúng con cùng với các vị quỷ vương những sự ảnh hưởng của đức phật vãi lợi của người đệ tử bồ tát được đến đền đại hội lúc cũng trời đất đại này và cũng là vì chúng tôi đã phước lành vậy. Này chúng con có chút việc bất ngờ sẽ phải khỏi đức thế tôn. Vì sẽ được đỡ tôn tử bi của chúng con mà chỉ dạy cho đức phật bằng lời đại. Đức phật bảo vua sinh ra rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà giải rõ. Bây giờ vua sinh ra chỉ muốn hành lễ đức thế tôn và bảo ngay lại ngày điện đại bồ tát sẽ bạch cùng đức phật rằng bản đức thế tôn có sẽ xét ngày điện đại bồ tát là trong sáu đường dùng trong nhìn. Hôm trước để có đội chúng sinh mắc tội cổ ngày cúc tiền lần nhỏ ngày đề tạng bồ tát đây có sự thần thông vô hình như bạn như thế sẽ bảo chúng sinh bị lẫn thoát khỏi tội báo không bao lâu lại bị xếp vào và ác đạo bạch đất thế tôn thì đề tạng bồ tát đã có thần lực trong thành nghĩ bạn như thế cả tỷ lời sao ở chúng sinh để chỗ lúc này được lên để đời giải thoát mãi mãi chúng sinh đã thành công giải rõ việc bảo cho chúng con thật rằng sở nhân phật bảo vua sinh ra rằng chúng sinh trong ánh mắt sinh phù đề đánh tiền cứ gọi và sẽ có sự ngày đề tạng bồ tát đây cho chúng nhìn thấy tất cả tội báo chúng sinh đó là trong sự được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đạo theo đường ác luôn như bị tạng bổ các sùng sức phương tiện nhiều sạch cộng pháp nhiều siêu mà cho những chúng sinh đó biết không được ở đời trước tại vì chúng sinh chưa có sinh bồ đề khi ngày sự phạm tội nặng nước vừa sẽ có ác đạo rồi trở vào lại một trong những đạo bổ và trải qua nhiều sự kiếp là lọc quy độ cho chúng nó vì những người cứ mất nhà mình đi lại có đường hiền cho con đường hiền đó có rất nhiều thứ bị xả xa của người ác độc hùng sợ sẽ từ nắng độc bỏ cả cho con đường người lạc đỉnh đó người quên đường đó cho con đường hiền chẳng sẽ thất đỡ sẽ bị hại không một vị trí thức được nhiều pháp thuật cả có thể trừ sự độc hại đó cho đến có thể trừ được quỷ xả xa các loại ác độc thêm ăn trở thành người quên đường khi đang muốn đi trở thành người quên lại được khi đang muốn đi thẳng con đường hiền lại được vội bảo rằng ô hay này khi có sự gì và có con đường hiền lại này có pháp thuật lạ
sĩ có thể ngăn trừ được sự độc hại ấy chăng? Người lạc đường cũng nghe lời hỏi chết và sẽ có đường hành hạ, bèn lui trở lại sẽ có con đường hành hạ đó. Vì thiện chi thức nắm tay sự sát dẫn người lạc đường đó sẽ có con đường hành hạ khỏi các sự độc hại. Đến lúc con đường tốt vẫn chưa được an ổn rồi vào rằng này người lạc đường kia từ nay trở đi chỉ có đi vào con đường hành hạ đó nữa, ai mà vào đó ắt có sách khỏi đạo là còn phải bị tổn đến mạng. Người lạc đường cũng xin lòng cảm trọng các người để theo về chiếc lái sẵn thêm nếu ông có gặp kẻ phát người thân của người đi đường hoặc trai hay là gái thì ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại và đó phải cần tính mạng cho để những người đó tự vào chỗ chết vì thế nên mình để đạt đủ đất đủ đức từ bi lớn nếu vẫn chúng sẽ bất tận khổ nếu chúng nó được sinh lên cõi trời. Mọi người hưởng đến sự vui sướng tốt đẹp những chúng sinh tội khổ đó sẽ biết sự khốn khổ cho con đường ác nghiệp rồi. Vì khi đã được xác khỏi chẳng còn trở vào và nữa người quên đường khi đi lại có con đường hiền và vị thiện chi thức sẽ dắt cho ra khỏi không sợ còn gặp vào đó nữa và có người khác và chúng ta có đường này tự xem mình là người quên đường nên làm vào đó ngài đã thoát khỏi rồi chẳng có bao giờ còn trở vào đó nữa nếu còn đi vào con đường ấy thì nó vẫn còn biết nào biết là con đường hiểm nào mà mình đã từng xác lạc rồi nên mới phải mất mạng. Như chúng sinh được đạt vào chúng ác đạo để tạo bổ đã dùng sức phương tiện vượt qua cho được thoát khỏi sinh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa nếu mà chúng sinh ấy biết điều ác quá nặng thì mãi chúng địa ngục không lúc nào thoát khỏi quỷ phương bày thiện nguyện bây giờ áp lực quỷ phương chắc chắn có tính bệnh cùng đức phật rằng bài tập thế tôn chúng có là hàng quỷ phương sẽ đông vô lượng ở chỗ cõi sinh bồ đề họ có thể làm lợi ích cho người họ có thể làm tổn hại cho người mà mỗi nhờ không đồng nhau nhưng vì địa báo quý tuân thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều ngày ít đi qua sân nhà người sống làng chạy vườn buồn nhà chẳng có những có kẻ trai người gái nào tu được chút phước lành chỉ bằng mảnh thơm sợi tóc cho đến trong một lá phát một bào tái chút lương chút thoa cũng sừng tự phật cùng tự thổ tát hoặc đọc tụng tâm kinh đốt hương cúng sừng một bệnh tệ một câu nên học gửi công chúng con cung kính mà những người đó như thế lễ các đức phật của quá khứ đi hiện tại cùng lúc thứ hai chúng con truyền các bạn từ cõi lục lớn phải cống phật chức trách của vùng đất đang đó đều phải hỗ trợ giữ gìn còn trong những việc giữ cùng sự tất cả bất kỳ bệnh tệ hiểm nghèo thì mình cho đến những việc không đổi ý đến được chỗ của các nhà đó để vào cửa các phật thanh kiều vương sạch hay các ông của vương tư sinh ra để ủng hộ kẻ hiểm nam người từ đến như thế cần truyền chúng vị trời và phương đến tiếp bộ phận cho các ông chủ bạn truyền thương các ngươi phải nói lời ấy sau cho vợ ông một vị quỷ vương tên là chủ bạn bạch cùng đức phật rằng bạch được thế thôi một niềm sinh của con đã cách bằng một tuổi thọ cùng người trong cõi sinh phù đề khi sinh viên tử con đều có biết đó vì thế nơi bồn nghiệp của con thì có nghiệp lợi ích rất lớn cho mọi người khi phải thì chủ sinh cho cõi sinh phù đề không hiểu ý của con nên đối với khi sinh viên tử cũng được an ổn tại làm sao thế khi sinh ngày đó là ngày kiếp ác người trong cõi sinh phù đề lúc mới sinh cũng là con trai con gái khi sắp sinh ra chỉ nên làm việc tốt lành để phục sự lợi ích cho nhà cửa thời thổ địa vương mừng con sẽ ủng hộ mẹ và mẹ lẫn con để làm được ác phương hoàng không được lượng phước lợi và khi đã hạ sinh rồi cần phải chúng sẽ hạ sinh vật lấy những kính tư ngon cung cấp cho người sản nấu ăn cùng nhóm họ hợp cả hàng với thuộc hạ để uống rượu ăn thịt cắt sang đường xá công việc với mẹ việc đi trên đó có thể là cho người mẹ để con được trở nên an vui tại làm sao thế về đến lúc sinh sản có một số loại củ sữa tinh nghịch của các bạn số này thì sữa cùng các quái tinh nghịch vẫn ăn hết tay nhiều các bác sớm đã xác các vị thần linh sẽ chạy thổ địa và mỗi người người ấy làm cho đạo nhiều ác hương làm cho được ác hương đạt nhiều lợi ích người ấy cũng được ác ổn với nghĩa đức làm việc phước lành để ác hương hoa thổ địa sẽ lại sẽ đạt các loại sinh vật gọi họ thân quyến vì lẽ này đã phạm tội lỗi ta phải tự thọ lấy tay vàng để con đều tuần lúc chết nhân tu phước lại ngờ cho quái sinh phù đề lúc sắp lâm trong khu lợi là người lành những kẻ sữa con cuộc đời mà muốn cho họ được không bị đoạn lạc vào chỗ tác đạo cũng sẽ được con người lúc sinh thiện với tu tạo cũng phước lành không có ai lực cho con trong cái sinh phù đến người lành này đi bước mặt chung với chân mình hình thần ác đạo vì đã nhìn cho mẹ quá là nhiều thức tuyến sẽ rất thành người chết làm cho bị đoạn vào ác đạo chỉ là những người lúc sinh thiện đã sẵn tạo nghiệp ác và tiếp thế thôi kẻ ngang tưởng muốn nhất là chỗ gọi sinh phù đề lúc lâm chung thời thường nhất không nên không đã làm điều sự cho nên mất hồn tay không phải nghe gì hết hàng thân tuyến của người lâm chung đó là phải sáng sửa sự cúng dường lớn tự lập thuyết kinh nghiệm sinh hiệu của phật và bồ tát tu tập nhân sinh phật lành như thế có thể làm cho người chết còn chuyển ác đạo cũng mất thành ác thì thế đề có lúc tăng cả hết bạch tiếp thế thôi tất cả chúng sinh lúc lâm chung nếu lắng nghe sinh hiệu của một đức phật sinh hiệu của một bồ tát hoặc cúng cơ một bài kinh để đạt được còn sẽ rất là hạng người ấy chỉ năng tội lớn vô sáng và tội sát hại những người ác nhanh nhỏ để lại sát vào ác đạo để thoát khỏi cả đức phật căn dặn các phật bảo chủ mạng tình phương rằng trong việc tu làm đại từ có thể phát ra được những chúng sinh được độ chúng sinh như thế để cho được sinh hoạt của người hay người ngã thoát nạn mà trong ở chỗ đã quên là người trên đó đều là chưa được giải thoát và mãi được ác thôi chủ mạng tình phương lại cùng đức phật rằng chúng con xin phật chỉ lo trận đời của con luôn đồng vợ chúng sinh cho các sinh bồ đề thì sẽ khi từ được ăn vui cả chỉ mong chúng sinh trước lúc sanh cùng quy tử như con lời của con đã nói ở trên về lời sẽ
có 170 kiếp sau ông sẽ được thành phần gọi là vô tướng như Chúa, tức là an lạc của Đức, tức là tự chủ thọ mạng của Đức Phật đó, được số kiếp không thể tìm kiếm được. Thì là đủ cách sự vị đại thánh vương đó cũng như là như thế, còn chờ người vị ấy được các nguyện số không thể hạn được. Thì địa đạo của các bổn nguyện sẽ được cho bạn phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Đạt Bồ Tát cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, này con xin được chúng sinh sau đời xong vô bài sự lợi ích đoạt cho học sinh từ đã nhiều lợi ích lớn, tôi xin được tôn cho các con ngài đó. Và còn ngài Địa Đạt Bồ Tát rằng: ông muốn khởi lòng tự bi cho các chúng sinh khổ tục sống được biết nói sự chẳng hề nhẹ nhàng. Bây giờ chúng đã phải tốt thì ông nên nói ngay đi, giả sử ông sớm rằng sau người đó tất sầu có bài nhất bản không phải bác dịp chúng sinh ở hiện tại ở đây hai nữa. Địa Đạt Bồ Tát cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phụ lực có sự kết hợp của quả khứ các đời là vô biên thân như lai. Nếu con người khác người đó nào biết đến sức độ chất phận đây tạo thì sẽ bằng tương kính sẽ đã phụ sẽ được tự động sẽ được trong vòng 4 liên tiếp cũng như là cái cách thành tựu của sự tập thắng để sẽ được thu được thu đi cũng tất lợi lại hàng hà sẽ số kết hợp thành tựu của người khác và sai đời hiệu quả bảo thắng như lai. Nếu con người khác người đó nào biết đến sức độ chất phận đây tạo thành y với phật trường hợp khải bóng đa người này chẳng hạn không có thể chiếm đã phát triển lại thành tựu của người khác và sai đời là bắt đầu bắt thắng như lai. Nếu con người khác người đó nào biết đến sức độ chất phận đây tạo thành y với phật trường hợp khải bóng đa người này chẳng hạn không có thể chiếm đã phát triển lại thành tựu của người khác và sai đời là bắt đầu bắt thắng như lai. Nếu con người khác người đó nào biết đến sức độ chất phận đây tạo thành y với phật trường hợp khải bóng đa người này chẳng hạn không có thể chiếm đã phát triển lại thành tựu của người khác và sai đời là bắt đầu bắt thắng như lai. Nếu con người khác người đó nào biết đến sức độ chất phận đây tạo thành y với phật trường hợp khải bóng đa người này tại vì chúng ta muốn là xác định là cơ duyên tâm như lai thì cũng được theo người đứng đầu để xác định được phật đây trong chúng tôi lấy bán học tám tháng ngày này đất pháp học một nghìn đức phật trong nghìn kiếp và vị đại phật vương được phật thọ ký đạo vô thượng cho là vì chúng ta cứ được phật xác định là tỷ bà thi như lai thì cũng người đứng đầu người đứng đầu mới đến xác định được phật đây thì vẫn còn đoạn là chúng đắc đạo thường sinh ở chốn trời người hưởng sự vô vi diệu thủ thắng cô lượng vô số hàng ngàn sát kiếp và tuổi còn cũng có được phát sát đời lại đa bà như lai thì con người nam người nên đọc biết để xin được biết thật đây để khởi đoạn và cho các đạo thì người lại không chờ mừng sự vui thủ thắng vi diệu lại tuổi còn cũng có được phát sát đời lại bảo tướng như lai thì con người nam người nên đọc biết để xin được đức phật đây sinh lòng không đến không có đâu người ấy đạt quả a la hán lại cô lượng vô số kiếp và tuổi còn cũng có được phát sát đời lại ca sa tràng như lai thì con người nam người nên đọc biết đến xin được đức phật đây thì người đã sẽ xuất sắc tự sinh tử trong vòng 100 đại kiếp lại tuổi còn cũng có được phát sát đời hiệu là đạt thông sơn vương như lai. Những người khác người nơi nào nghĩ đến sinh tử đức phật đây thì người này sẽ gặp hàng hải chư phật với nhiều tất vở trung nghĩa pháp mở trung nghĩa và tất sẽ nặng thành đạo bồ đề đã có tuổi quá khứ đức đức tịnh nguyện phật đức sơn phật đức trí thắng phật đức tịnh sách không phật đức trí thành tựu được phật đức vô thực phật đức diệu tinh phật đức mãn nguyện phật đức nguyện diệu phật có bất khả thuyết với đức phật thế tôn như thế tất cả chúng sinh ở hiện tại việt nam hoặc là trời hoặc một người hoặc người nam hoặc người nữ trình được cái xét nghiệm của đức phật đã được vô lượng công đức của đức liền nhiều rất nhiều chúng sinh ấy lúc sinh lúc tử đều được phước lợi không còn bị đoạn của chúng ác đạo. Như con người sắc mạng trong hàng thương người trong nhà đến một người thì người bệnh sắc trách đó mới được tiến sĩ đẹp sức liệu của một đức phật thời người trước kia chủ năm tuổi mới phát sáng có kinh nghiệm báo khác để tiếp sạch cả năm tuổi mới phát sáng kia rất nặng nề trẻ ước kiếp không ra khỏi đạo vào cổ nhưng bậc kia lúc chung người khác vì đóng sức đẹp sức liệu của phật như tội nặng kia cũng lần lần tiêu sạch chưa được chúng sĩ tận mình sức đẹp sức liệu của chư phật người này sẽ tạo vô lượng phước lành chỉ diệt được vô lượng khổ. Vô lượng khổ kinh Địa Đạt Bổn Tát bổn nguyện quyển trung hết bổn hạnh địa tạng hệ nguyện sâu sâu tội phạm thu sáng độ chúng sinh địa ngục khổ không ngần kinh tấn hiền thành khổ mắc khổ trầm luân nam mô thường trụ thập phương pháp nam mô thường trụ thập phương pháp nam mô thường trụ thập phương pháp nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát ma ha tát ha 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 bốn sanh mô đi so ha